dị lạ. Để xem bác này có cái cây gỗ gì mà đỏ lắm. Trời mòi. Sạch nhỉ. Chắc luôn, lũa đẹp, cực đẹp luôn. Sạch nhỉ. Chắc sẽ. Trời mòi đây. 15 củ. Anh em nào thích thì liên hệ là số điện thoại là 0988 207 376. Trời mòi. Cây trời mòi. Có hoa, có quả. Có hoa, quả. Quả ăn được. Dáng thế gốc đẹp. Đẹp. Có xoay được một vòng không? Xoay nhá. Và cứ xoay từ từ thôi. Đấy. Kinh chưa? Làm lúa liếc như là thợ mộc đấy nhỉ. Đấy. Dành cho ai thích đồ lạ. Thích đồ lạ. Đấy, cho người đam mê đồ lạ. Cho cái chậu đẹp là đi chơi. Quá đẹp, cái này có vẻ 100 năm này. 100 năm tuổi. Kinh không? Này. Cái thân chính ở trong này này. Đấy, con này là con cháu sau này. Đấy, già. Bắt đầu lúa cái lõi gì đẹp. Sạch thế nhỉ? Sạch sẽ. Cây này cái thằng ông dân tộc ông đi đào tận biên giới giáp Trung Quốc. Giáp Trung Quốc. Kinh. Hôm đi Lạng Sơn thế là gặp thế là mua được. Cạp được cái này về đến nhà cũng mệt quá. Trên núi về đâu dạ mãi ông dạ mãi ông đi bán. Đấy, 15 triệu nữa, liên hệ luôn. Liên hệ luôn vào ngay. Độc đáo quá, đấy, có cây rất hay. Hôm nay có nhiều cây độc đáo. Cây hạt gạo này thì bao nhiêu ạ? Cây 1 triệu. 1 triệu. Nhìn tán tự nhiên. Rất tự nhiên. Rất tự nhiên. Đấy. Đồng 1, còn đâu là rất nhiều hàng mấy trăm loanh quanh 1 triệu, rất nhiều. Giá si biên. Ok, cảm ơn bác. Đấy. Bây giờ mới bày hàng này. Tại mưa mới bày hàng này. Cứ để bác bày hết đi. Bày hết đi để xem đây. Cây bệnh này. Cây mộc to đấy. Mộc cao cỡ 2 mét. Bác à? À, xe mình đâu đấy? À, xe bên này à? Lâu lắm mới lại thấy lên nhỉ? Đấy, quay nhỏ xinh xinh này bao nhiêu tiền? 1,2 triệu. 1,2 triệu. 3 cây xanh cây đăng 1,2 triệu. Đấy, 3 cây giống nhau và bằng tiền nhau. 1,2 triệu. Đấy, chất liệu xanh quê nhưng mà đẹp. Cái này có bán không? Có. Chết thèm. Đấy, này đây. Rồi này đắt hàng không anh? Bây giờ bán nó chậm. Đấy, kế gần 8 triệu một cây 8 một cây 5. Đấy, nghe bác nói được như thế. Bề đá này là anh bán bao tiền cái nhỉ? Đấy, bán 1,2 triệu một cái. 1,2 triệu một cái. Kích thước là như nào đây? 17 23 31. 17 23 31. 23 31 cao 17 thôi. Cao 17. Dày dặn. Nặng hết. Để bao tiền? 1,2 triệu luôn. Đấy, ông xem có chơi cái bể không? Ông cũng mê lắm, ông hay gặp ông. Đấy, có cái số to tướng đây này. À, lấy luôn thông tin được quá. Me này thì bao nhiêu bác? 13. 13. Đây à. Đấy, 034 này. Đây, và vừa bảo cái này 8 triệu rồi đúng không? 105 triệu. Cây gân. Các bạn ơi,
xong là 5 triệu. Đấy, xong 5 triệu. Tí nữa ô tô quẹt cho phát. Cứ mải ngó ngó nghiêng nghiêng các bác. Đấy, cái bể đá nó như này này. Bể đá đây. Hơi dày quá nhỉ. Ui, nặng lắm. Nặng lắm. Nặng. Mỏng chút nữa thì có khi là hay hơn này. Hoa văn gì đây? Đấy. Me 13 triệu. Sáng bay hồi đầu. Khi mà me người ta cắt xong rồi nó lên mầm nhìn thích lắm. Hoa này, nhiều hoa nhỉ. Đây, hoa bên đây đấy, hoa này, rất nhiều hoa, nhiều hoa đấy. Chứng tỏ là cây này là chắc chắn là có quả, mua là yên tâm rồi. Đành danh quả. Mạnh dạn liên hệ các bác nhé, nếu thích cây nào. Bên này là của khác nhỉ? Đấy. Đề hay gì đấy bác? Chỉ đổ nước, bồ đề, bồ đề đỏ ấy, hay nhỉ? Hàng hàng chục năm rồi đấy. Hàng đút túi. Hàng xanh tay đấy. Mấy tiền đấy bác? 800 này. Còn cây kia thì chắc cây kia 500. 500, 800, đấy, cả đĩa luôn. Cả đĩa luôn, bám đấy. Bám tận dưới. Về để lên đống nước là được. Để nước thôi mà. Cũng đảm bán không? Không ạ. 800. Đấy, hay chơi búp đỏ thì đẹp lắm. Đây, đây, một đống này. Búp đỏ này, để ta ấy. Để ta, để phần. Đấy. Để rất nhiều mà ngũ gia vị tím cũng nhiều. Ngũ gia vị. À đây, ông này cũng độc đáo này. Đây, ông này đẹp. Đây này. Ông này vừa bán 150 đó. À bán rồi. Được cái đĩa lại hay đấy chứ. Đĩa cổ. Dở. Hay quá. Đấy, cứ như lợn con này nhưng mà đẹp đấy. Dễ chơi, dễ bày để trong nhà. Thế. Sản sách tay. Thích để đâu thì để đấy. Bán đĩa mà không coi cần đất cát thì với nước. Không cần đất cát. Nhiều lắm. Nhiều cũng đồ nhỏ nhỏ. Nhiều cũng đồ nhỏ nhỏ các con lắm. Đấy. Lại một cây gì lan đây đúng không? Mai lan. Đấy. Hàng rừng. Hàng rừng. Đấy, đây này. Bé trên lòng bàn tay này. Đấy. Không có sợ bẩn đất cát gì cả. Không phải đất cát, nước không. Đấy. Búp đỏ âu. Đấy. Đẹp. Đẹp đấy. Tuyệt vời. Sáng tạo. Đấy, cây này ông nào khôn thế lấy sớm. Đá đẹp, cây đẹp mà đẹp, đĩa đẹp. Đĩa đẹp. Nhìn cái đĩa này lành lặn thế kìa. Chả biết. Này nó chùn hết rồi. Trông bé nhưng nó đầy đủ ấy. Nhìn như củ sâm ấy. Đấy, như củ sâm. Thơm lắm, cắt cái này nó thơm. À thế à? Đây, cắt những cái ấy dễ hoặc cái những cái mầm mới ngửi nó thơm. Không khéo là ngâm rượu được ấy. Ồ, thơm lắm mà nó da đỏ. Ngâm rượu được cắt đấy. Cắt nó đỏ như máu này. Máu nó đỏ. Các cái vết nó cắt đỏ như máu. Đấy. Ông nào chưa mang đi à? Chưa, ông vừa gửi đấy. Đấy.
đi chợ sớm là tốt thế đấy. Mua gia vị tím. Mua gia vị tím này như này là bao tiền cây bác? Con này lấy 600. 600 nghìn một cây đấy, tím. Là chục năm rồi đấy. Có lúc ông cái kiếm không ra cây tím và bây giờ thì đấy. Mà cái này ăn thịt luộc rất ngon luôn. À thế ạ? Không có đau bụng. Đau bụng mà ăn cái này cuộn thịt luộc ăn không đau bụng nữa. Thuốc đấy. Cái này làm rau sống ăn được đúng không? Em ấy cái này ăn cực ngon luôn. Hay quá. Thịt ba chỉ luộc. Bây giờ mới nghe thấy. Cái loại trắng kia có ăn được không? Cái loại trắng có ăn được không? Loại trắng ngày chưa ăn nhưng mà loại này thì nhà anh là chuyên ăn. Nó chát à? Nó đắng. Đắng lắm. Đắng. Nhưng ăn thịt luộc cực ngon luôn. Đắng thì là thuốc rồi. Ngồi đắng thì không bao giờ đau bụng rồi, yên tâm. Thịt luộc ăn cực hợp. Hay quá nhỉ. Đấy. Vừa chơi vừa ăn chơi đấy, nó gọi là ăn chơi đấy. Ăn chơi. Đúng chuẩn ăn chơi đấy. Đây này, nhỏ lá đỏ đẹp. Mấy trăm nghìn. Mấy trăm nghìn. Đẹp lắm. Quên là lấy lại số của bác Lê Vàng cả. Của mình là 0912. 0912 386 366. 386 366. Bác Lê Vàng rất nhiều cái đồ lạ lạ. Còn nhiều lắm. Và nhỏ nhỏ xinh xinh. Anh em alo nhé. Ok rồi, chúc bác đắt hàng nhé.